Rồi, rất vui được chào đón anh chị em tiếp tục quay trở lại với kênh của Hoàng Nam Audio. Hôm nay thì bên em tiếp tục giới thiệu đến anh em mẫu lọc xì đến từ thương hiệu GVC hay là Victor C80 nhá, một phiên bản rất là cao cấp của dòng Victor và được rất là nhiều anh em tin tưởng và sử dụng sản phẩm này vì cho ra một chất âm rất là tốt cũng như là một cái đèn đần nước để bày khá là cân đối cho anh em vừa chơi vừa trưng bày nhé. Em này thì không còn quá xa lạ đối với anh em và đặc biệt là bên shop của em bán rất rất nhiều với kích thước ngang là 45, cao 15.5, sâu 37. Máy thì em đang có sẵn hai phiên bản anh em nhé, có sẵn hai phiên bản đa cầu điện và điện 100. Với phiên bản đa cầu điện thì sẽ có tên là Victor C80 và với với phiên bản đa cầu điện thì sẽ có tên là GVC 80 và phiên bản chạy điện 100 thì có tên là Victor. Đây như anh em anh đang nhìn thấy, em đã vào sẵn hộp gỗ. Em này thì bên em có hỗ trợ khách hàng nếu như muốn lên hộp gỗ cũng như là má gỗ dành cho em đó nhé. Đó. Và em này thì sở hữu kích thước ngang chuẩn size của nhà máy là 45 nhé. Đấy, chưa lên hộp gỗ, vào rơi vào tầm 48. Công suất của em này thì có công suất tiêu thụ là 26W. Đấy, anh chị em nào quan tâm đến sản phẩm này thì có thể liên hệ với bên em. Hàng thì bên em bao đẹp, bao zin cho anh em và có hỗ trợ bảo hành miễn phí lên đến 6 tháng nhé. 6 tháng miễn phí và bán là bao ship toàn quốc luôn, nên anh em không phải lăn tăn về cái vấn đề là cước nặng hay nhẹ hay bao nhiêu tiền hay là thu cốt. Bên em ship hàng là có cọc và sẽ miễn phí vận chuyển và bảo hành cho anh em. Anh chị em nào quan tâm thì có thể liên hệ với bên em và giá bên em đang bán ra với giá là 12 triệu một sản phẩm nhé, kể cả Victor lẫn GVC đều giá 12 triệu bao ship và đẹp cáu cạnh như này luôn. Đó, anh chị em nào mà quan tâm còn ảnh nội thất chi tiết thì có thể liên hệ trực tiếp với bên em. Em cảm ơn rất là nhiều. Anh em xem video thì đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh bên em nhé. Cảm ơn anh chị em rất là nhiều.